chuyện này nói ra động trời lắm. Nếu như chị không tận mắt chứng kiến thì chưa chắc chị đã tin. Mọi chuyện là như vậy. Có một người đàn ông đã đến đây để mà tìm em Tư và vay mượn tiền của cổ. Đó chính là người giả dạng tới mua lông gà lông vịt, rồi người đó gửi lại cây trăm cho cô ta đó. Chị nghe họ nói chuyện một hồi thì chị đã nhìn ra được một sự thật còn ghê gớm hơn nữa. Ông ta chính là nhân tình cũ của em Tư. Hả? Nhưng mà dạo gần đây bọn họ đã lén lút qua lại đó, và em Tư đã chu cấp cho ông ta rất nhiều tiền bạc. Số tiền mà chị cả mượn em chắc chắn là đem cho cô ta mượn rồi. Trời đất, em Tư sao dám làm chuyện bất chánh như vậy chứ? Nhưng mà những gì mà chị nhìn thấy có chính xác không vậy? Có khi nào là hiểu lầm cổ không? Chị thề, có trời đất chứng giám, những lời chị nói đều là sự thật. Chính mắt chị nhìn thấy mà, sao lầm được em? Vậy còn chị cả thì sao? Chị cả có biết chuyện này không? Mà sao lại qua em giữa đêm mượn tiền cho em Tư vậy? Thì chị cả cũng bị cô ta gạt thôi. Em đã quên cô ta là một con hát à. Diễn xuất á thì đố ai mà qua mặt được. Cô ta biết chị cả hay mũi lòng, rồi giả bộ khóc lóc một chút thì chị cả te te chạy qua mượn tiền giùm liền. Thiệt, chỉ thương người mà thương không có đúng chỗ. Thương vậy, thương người thiệt mà lại đi hại mình. Em cũng thấy như vậy. Tội của em Tư lớn lắm, đã gạt người mà còn làm chuyện bại hoại gia phong. Bây giờ em sẽ qua nói cho chị cả hay, rồi mấy chị em mình bàn cách xử lý chuyện này cho nó êm đẹp nhất. Từ từ, chị nghĩ là đừng có cho chị cả biết dội. Tính của chị hiền lành lại bộc trực, nên chắc chắn sẽ chạy qua rồi hỏi cô ta cho ra lẽ. Rồi khi đó cô ta sẽ chối lia chối lịa, rồi đánh tiếng cho nhân tình bỏ trốn, thì coi như chúng ta công cốc. Bây giờ chị lại muốn hai chị em mình cứ yên lặng mà quan sát, rồi mình bắt tận tay dai tận trán. Lúc đó cô ta mới hết đường chối cãi. Cụ thể là chị muốn thế nào? Chị cả ơi, chị cả, chị cả ơi. Ủa, có em Năm ở đây nữa hả? Chị cả, em vừa sực nhớ ra, sáng mai em có nhận tiền hàng, cũng cỡ 50 lượng bạc. Có gì mai em sẽ đưa cho chị nha. Chị à, chị làm gì mà cần tới 50 lượng bạc dữ vậy chị? Thì chị có chút việc cần. Nếu như mà em có đưa cho chị thì tốt quá. Cảm ơn em nhiều lắm em ba. Dạ, có gì đâu mà ơn nghĩa chị. Tại chị cần thì em đưa thôi. Là do ban nãy em quên mất. Cứ nghĩ là không có tiền sẵn nên em mới nói vậy thôi. Chị đừng có buồn em nghe. Thôi em về đây để chị nghỉ ngơi. Ngày mai em sẽ ráng đưa qua sớm cho chị. Em về. Chị cầm đi chị. Cảm ơn em. Thôi em cũng về luôn nghe chị. Chị ba, có chuyện gì vậy em Năm? Chị có biết chị cả mượn tiền làm gì không chị? Chị không có nói, nhưng chị đoán được là chị muốn mượn cho em Tư. Tại sao chị cả lại mượn tiền cho chị Tư vậy? Lạ thiệt, em nghi lắm mà nghe. Em nghi chuyện gì? Dạo này em thấy chị Tư có thái độ lạ lạ, không biết có đang giấu mình chuyện gì hay không nữa. Bộ em biết chuyện gì hả? Thật ra em cũng chưa tìm ra rõ chuyện gì, nhưng mà linh tính là chị Tư đang làm chuyện gì đó khuất tất sau lưng mình.
Ủa, nhưng mà nếu như chị đã biết là chị cả mượn tiền cho chị Tư, tại sao chị không đưa thẳng cho chị Tư luôn? Vậy không phải khỏe hơn hả? Thật ra là có một chuyện này chị kể em nghe, nhưng em hứa là sẽ không được tiết lộ cho ai nghe chưa? Bí mật này là do chị hai nói cho chị biết, nhưng mà chị vẫn chưa tin. Việc cho em Tư mượn tiền cũng là để tìm ra sự thật động trời này, coi có đúng hay không. Có chuyện gì cô bộ hệ trọng quá vậy chị? Chuyện là vậy. Bộ phim truyện Việt Nam Nguyệt Sinh Tử phần 4, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 901 và xem lại độc quyền trên THVNI, tải app ngay trên Google Play và App Store.